Hello, ở đây không biết có bạn nào mê bánh giò như mình không ta? Không biết mọi người thế nào chứ lúc mình sắn cái bánh giò thấy hai cái trứng cút là mình vui mãn nguyện lắm luôn á. Ngon, bổ, rẻ mà lúc thèm lại rất là dễ mua nữa. Bánh giò ăn kèm với chả lụa là hết sảy nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không có. Để bù đắp cho sự thiếu thốn đó thì mình quyết định tráng miệng bằng một ly sô-cô-la macchiato kem trứng phô mai tan chảy. Lớp kem mặn mặn ngọt ngọt tan ngay trong miệng. Mình cực kỳ mê kem phô mai của chỗ này rồi đó nha. Khúc này mình phải dập liền một gói thạch lựu collagen chua chua ngọt ngọt để đấu lại cái độ béo hồi nãy á, tính ăn dưới ánh đèn cho nó lãng mạn xíu mà chua á. Chị đẹp kêu xuống bếp cho ăn cái bánh này nè, sẵn tiện mình đứng chiêm ngưỡng cảnh tượng mỹ miều này. Đúng là mấy món chị đẹp nấu nhìn lúc nào cũng đã con mắt dễ sợ. Mặc dù mình đang buồn tại lên ký nhưng mà không ăn thì chị đẹp sẽ buồn nên là phải ăn thiệt nhiều thôi chứ biết sao giờ. Mà cái món bún mọc này lần đầu tiên chị đẹp nấu luôn á, nhưng phải công nhận là mấy viên mọc thì nó ngon thiệt nên mình để xương xương thêm tô nữa. Ủa mà quên, phải làm sao để bớt cái miệng nhai này lại.